Với vị trí đặc biệt quan trọng của ngày Tết Nguyên đán trong văn hóa của người Việt, những món ăn được lựa chọn sử dụng trong những ngày đầu năm cũng chứa đựng những gì tinh túy nhất, đặc trưng nhất của ẩm thực cổ truyền. Trải dài đất nước từ Hà Giang cực Bắc đến Cà Mau, đất mũi miền Nam, dù có vô vàn món ăn khác nhau, song mỗi món ăn đều hướng về những giá trị văn hóa truyền thống, truyền tải những thông điệp chung về cuộc sống và cội nguồn. Trên cái nền chung của ẩm thực Việt, khi đi dọc miền Tổ quốc những ngày Tết, chúng ta lại bắt gặp những bức tranh ẩm thực khác nhau giữa ba miền Bắc, Trung, Nam. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, xuất phát từ những yếu tố ngoại cảnh như địa lý, khí hậu, văn hóa khác nhau, mỗi vùng lại có những biến tấu thay đổi để theo kịp xu hướng hiện đại. Từ đó, những món ăn độc đáo của miền đã ra đời. Sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá một số món ăn độc lạ ở ba miền đất nước trong ngày Tết Nguyên đán. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày Tết miền Bắc, thời tiết thường giá lạnh, có lẽ vì vậy mà người miền Bắc dường như nuông chiều bản thân hơn với các món ăn ngậy béo và đầy năng lượng. Mâm cỗ Tết của người miền Bắc bao giờ cũng thể hiện sự tinh tế và khéo léo. Bánh chưng đen Na Kim. Không giống bánh chưng xanh dưới xuôi, đồng bào người Tây ở Bắc Hà, Lào Cai có một loại bánh chưng độc đáo là bánh chưng đen. Bánh chưng đen gói nhỏ và dài, chiều dài chắc chỉ độ hơn bàn tay một chút. Vắt bánh đều đặn tròn căng, hơi giống bánh tét nhưng ngắn hơn. Bánh dùng toàn đặc sản bản địa, nếp bản địa, lợn đen ở bản, hạt tiêu, thảo quả. Điểm đặc biệt của bánh chưng đen Na Kim là chỉ sử dụng những nguyên liệu truyền thống của địa phương, chẳng hạn như gạo nếp là giống lúa nếp bản địa. Đã có người dùng loại nếp khác, ở đâu ngon nhưng vào bánh chưng đen Na Kim quả thực không hợp, phải đổi về giống nếp cũ. Bánh chưng đen nhiều vùng khác cũng có nhưng phần lớn là đốt than từ rơm, trấu. Chỉ riêng bánh chưng đen Na Kim là chỉ lấy than từ cây núc nác. Bản thân những cành, thân gỗ cây núc nác khi đốt lấy than cũng phải đốt riêng, tuyệt đối không đốt chung với các loại gỗ, củi khác, không được tranh thủ đốt cùng bếp củi đun nấu bình thường. Bánh chưng đen Na Kim có hương vị của hạt nếp dày, nhuyễn, quyện với vị oi oi đầm đậm của than. Miếng nhân đượm mùi thơm của miếng thịt lợn bản dày mỡ dày bì. Lớp mỡ được đun nhừ trên lửa từ 7 đến 8 tiếng tươm xa, ướp béo ngậy cả đám đỗ chung quanh đó, giữ mùi thơm tưng bừng và ấm sực của tiêu và thảo quả. Chè kho. Nói đến Tết Hà Nội là nói đến chè kho, món ăn đã trở nên thân thiết với các thế hệ người Tràng An. Với món ăn này, người Hà Nội xưa thường dùng để cúng Phật và gia tiên. Đây cũng là thức quà ngon để mời khách quý trong dịp Tết. Hình ảnh quen thuộc với mỗi người là chè kho được cắt thành hình hoa thị cùng ấm trà sen. Nấu chè kho vất vả, kỳ công lắm, phải chuẩn bị đỗ xanh loại đỗ hạt tiêu còn nguyên hạt, bé tí xíu, lòng xanh nhạt chứ không chọn loại đỗ mỡ hạt to, lòng vàng đã xay vỡ được bán khắp chợ, ngoài ra còn phải chuẩn bị đường, vừng rang và thảo quả. Đậu xanh sau khi được xay vỡ, đem ngâm vào nước lạnh trong 6 giờ, khi vỏ long ra, đãi sạch vỏ. Việc đãi đậu cũng đòi hỏi tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nhặt hết những hạt đỗ sâu, hạt đen, hạt vụn. Đậu đãi sạch, rắc thêm một chút muối rồi để thật ráo nước mới đem đồ trong chõ cho chín. Dã nhuyễn đậu đã đồ sao cho thật mịn rồi nắm lại từng nắm bằng quả bưởi nhỏ. Những nắm đỗ ấy dùng dao sắc thái lát mỏng cho đỗ tơi ra, xong lại đem đỗ thái xong nắm mà thái lại. Cứ thế vài ba lần thì đỗ mới mịn tơi. Đường trắng đánh tan kỹ với nước, đun sôi để nguội thành nước đường rồi trộn vào đậu đã dã nhuyễn. Cho hỗn hợp này lên bếp, dùng đũa cả khuấy đều tay và hạ lửa nhỏ dần. Trước đó đun chút nước thảo quả còn gọi là quả to ho rồi lọc lấy nước trong đổ vào nồi chè kho. Việc kho chè đòi hỏi phải quấy liên tục không được dừng. Chè đạt yêu cầu phải mịn mướt nhưng khô, róc đĩa và không dính tay. Đĩa chè có màu vàng rất đẹp cùng mùi thơm nhẹ của thảo quả. Người miền Trung cũng cầu kỳ tỉ mỉ nên các món ăn ngày Tết cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Ẩm thực ngày Tết miền Trung thường thể hiện sự chắt chiu, chia sẻ giống như tính cách của những con người ở khúc ruột đất nước. Bò kho mật mía. Đối với những người con xứ Nghệ, món bò kho mật mía có lẽ là hương vị tuổi thơ không thể nào quên. Một trong những gia vị làm nên vị ngon đặc trưng của món ăn chính là mật mía. Ấy là vì xứ Nghệ là đất trồng mía, mật mía vốn dĩ thơm ngọt vô cùng. Mùi vị mật mía trong món bắp bò kho mang đến một hương vị đặc biệt, khiến món thịt có vị ngọt đậm đà từ mật, cay xé lưỡi của ớt rồi nhẩn nha đến từng tầng, từng lớp mùi thơm từ gia vị của rừng. Món này mỗi gia đình sẽ có một phương pháp làm, tuy nhiên đơn giản nhất không thể thiếu là mật mía và mắm ngon, kế đến là ớt, gừng. Tất thảy gia vị còn lại đều là gia vị bí truyền từ gia đình.
người ta sẽ dùng nước chè xanh rửa sạch thịt bò để tẩy đi mùi gây, rồi bóp mạnh cho nước chè ngấm vào thịt cho săn, rồi vớt ra để ráo. Các gia vị như gừng, giang quế hồi, thảo quả, đinh hương, hành xả sẽ được nướng lên cho thơm, sau đó cho tất cả vào một tô lớn, khéo léo hòa chung mật mía và nước mắm. Hỗn hợp mật mắm ấy sau khi đem ướp với thịt bò sẽ được ủ một ngày đêm cho ngấm đẫm. Mẹ tôi sau đó sẽ bắc bếp cho các thức gia vị còn lại vào kho cùng. Cứ liu xiu nhẩn nha ngập trong mật mía như vậy cho đến khi mật dẻo quánh lại, bám thật đều quanh xúc thịt. Miếng bắp bò được thái lát xếp xoay tròn trong đĩa như những cánh hoa. Từng đường gân trong trong nổi lên trên nền thịt nâu đỏ, nước keo sền sệt. Gắp miếng thịt đưa vào miệng để chậm rãi cảm nhận được vị mặn, ngọt, cay, thơm. Bánh thuẫn. Bánh thuẫn là đặc sản truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi, không thể thiếu trong các dịp Tết cổ truyền. Chỉ mới bước chân vào làng xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, người đi đường có thể nhận thấy mùi thơm của các lò làm bánh thuẫn. Từ khắp đầu làng cuối xóm, không khí luôn tất bật để nhanh chóng cho ra lò những mẻ bánh thuẫn phục vụ Tết. Nguyên liệu làm bánh thuẫn cũng khá đơn giản, gồm trứng gà, bột trộn đều hoặc đánh nhuyễn bằng máy xay bột và cho đường trắng vừa đủ, để bánh không quá ngọt cũng không quá khô. Nếu muốn bánh thuẫn có mùi vị độc lạ hơn, có thể cho thêm gừng, mè, dừa. Tiếp theo, bắt lò than nhỏ, đưa khuôn bánh bằng đồng, đường kính 25-35mm, phía trong chia thành nhiều ô, lên lò cho nóng rồi dùng dầu xoa một lớp mỏng để chống dính. Sau đó đổ hỗn hợp đã đánh vào từng khuôn. Chỉ được đổ vừa khuôn bánh để cho các bánh đều nhau, không có cái lớn quá, nhỏ quá. Nướng bánh khoảng 10-15 phút là bánh phồng lên, sau đó đưa lên hong lửa cho bánh khô là được. Bánh thuẫn đạt chuẩn là bánh có màu vàng ươm phía dưới, còn phía trên bánh có hình cánh hoa màu vàng nhạt và bánh phải có mùi thơm. Hoa bánh càng đều cánh thì càng đẹp. Mặc dù có nhiều loại bánh công nghiệp, nhưng bánh thuẫn vẫn chiếm vị thế trong lòng người dân Quảng Ngãi. Nam Bộ nổi tiếng là vùng đất bình dị với những con người chất phác, sợi lợi, lại thêm những sản vật tự nhiên rất phong phú. Không cần chế biến cầu kỳ vẫn khiến vị giác đắm say. Có lẽ bởi vậy, văn hóa ẩm thực ngày thường cũng như ngày Tết của miền Nam thường đơn giản hơn so với miền Bắc và miền Trung, nhưng cũng không kém phần sáng tạo. Bánh tét lá cẩm. Bánh tét lá cẩm Cần Thơ là một trong những đặc sản ẩm thực khiến cho biết bao du khách nhớ nhung. Bánh tét lá cẩm được xem như một biến thể của bánh chưng kết hợp với loại lá quen thuộc của miền Tây, tạo nên một đặc sản hấp dẫn khiến bao người phải mê mẩn. Bánh tét lá cẩm Cần Thơ nổi tiếng ngon, vị lạ, màu sắc đẹp mắt mà không thể nhầm lẫn được với bất cứ loại bánh tét ở vùng miền nào khác. Màu tím của những đòn bánh tét lá cẩm Cần Thơ không chỉ khiến cho người ta cảm thấy thích thú mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tùy vào khẩu vị mà người chế biến có thể chọn lựa nhân chay hoặc nhân mặn. Đối với nhân chay, đậu xanh phải tròn hạt, mẩy và không bị sâu. Trứng muối thường được chọn từ Đồng Tháp hoặc các tỉnh miền Tây để đảm bảo trứng to, không bị tanh mà vẫn béo bùi. Bánh được luộc khoảng 4-5 tiếng để bánh dẻo, không bị sượng. Cảm giác quây quần bên bếp lửa, nhìn nồi bánh tét lá cẩm Cần Thơ sôi ùng ục hẳn là một trong những kỷ niệm không thể quên đối với những người dân miền Tây. Cắn một miếng bánh tét lá cẩm, cảm nhận vị dẻo thơm của nếp, mùi nước cốt dừa béo ngậy cùng vị thơm của chuối, bùi của đậu hay mềm tan của thịt heo, ai cũng mê mẩn. Lạp xưởng tôm trứng muối Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng những năm gần đây xuất hiện một món ăn rất đặc biệt là lạp xưởng tôm trứng muối. Món ăn này khác lạ ở chỗ có thêm vị ngọt của tôm, hòa quyện cùng với trứng muối cắt nhỏ và 10% mỡ heo với tỷ lệ nạc nhiều ít mỡ là món ăn trở nên thơm ngon. Đặc biệt các em trẻ nhỏ rất thích. Lạp xưởng được tẩm ướp gia vị tạo nên món ăn độc đáo khiến bạn không thể nào quên được ngay từ lần đầu thưởng thức. Món ăn này rất phù hợp với các bữa cơm gia đình. Ngoài ra, bạn cũng có thể đem sản phẩm để biếu tặng cho bạn bè, người thân trong dịp lễ Tết. Những món ăn trong ngày Tết ở ba miền không chỉ là một phần của bữa tiệc mà còn là cách thể hiện sự sáng tạo và đa dạng của ẩm thực Việt. Trong ngày Tết, các gia đình thường tụ tập lại để thưởng thức những món ăn ngon và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Cách chế biến sáng tạo của các món ăn truyền thống không chỉ là cách thú vị để tạo ra sự khác biệt trong bữa ăn mà còn thể hiện sự sáng tạo của người Việt. Với sự kết hợp của hương vị truyền thống và hiện đại, những món ăn này sẽ giúp mọi người gợi nhớ về những giá trị văn hóa và truyền thống quý báu của Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!